Chào mừng quý vị và các bạn đến với AutoBikes, kênh thông tin về ô tô và xe máy hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về thị trường ô tô xe máy Việt Nam và các vấn đề liên quan, cũng như giúp AutoBikes có thêm động lực sản xuất video mới, các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, theo quan niệm của nhiều người tiêu dùng, tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng Ngâu, tháng cô hồn, người dùng thường hạn chế làm nhiều việc lớn, trong đó có việc mua sắm ô tô xe máy. Chính vì thế, nhu cầu mua sắm trong tháng 7 âm lịch thường ở mức thấp nhất trong năm. Cũng chính vì điều này nên nhiều mặt hàng, trong đó có cả ô tô xe máy, sẽ được các hãng, các đại lý giảm giá mạnh nhất để kích cầu tiêu dùng, đảm bảo và duy trì hoạt động ổn định của họ. Và hoạt động kích cầu này đang diễn ra với mẫu xe côn tay được mệnh danh là ông vua đường phố Yamaha Exciter 150. Theo khảo sát của autobikes.vn tại một số đại lý Yamaha 3S tại khu vực Hà Nội ngày 28 tháng 8, giá xe Yamaha Exciter đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Cụ thể, Yamaha Exciter 150 màu đen mờ, đen nhám đang được bán ra phổ biến ở mức 48,5 đến 49 triệu đồng, cao hơn đề xuất từ 3 đến 3,5 triệu đồng. Trong khi 2 tháng trước, giá của phiên bản hot nhất này được bán ra phổ biến ở mức 50 đến 51 triệu đồng, cao hơn đề xuất từ 5 đến 6 triệu đồng. Cùng với đó, Exciter 150 các phiên bản RC và GP đang được bán ra dao động từ 43,5 đến 44 triệu đồng, thấp hơn đề xuất 1,5 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, Exciter 150 Camo được bán ra thấp hơn đề xuất 1 triệu đồng, ở mức 46 triệu đồng. Riêng Exciter 150 Movistar vừa trở lại đại lý sau thời gian dài vắng bóng cũng chỉ bán ra tương đương đề xuất là 46 triệu đồng. Đây là những mức giá thấp nhất kể từ đầu năm đến nay đối với Exciter 150. Về phần mình, giá hai phiên bản Exciter kỷ niệm 1 triệu xe là xanh xám, matte blue và xanh đen, matte green đang được bán ra lần lượt là 47 và 48 triệu đồng, tương ứng là bằng và cao hơn đề xuất 1 triệu đồng. Trong đó, Exciter phiên bản xanh đen, matte green được người tiêu dùng đánh giá cao hơn bản xanh xám, matte blue, nên có giá cao hơn 1 triệu đồng. Theo đại diện một số đại lý Yamaha 3S, vào tháng Ngâu, người dân hạn chế mua sắm nên đại lý đã giảm giá để thu hút khách hàng. Hiện tại, Exciter 150 có 7 phiên bản đang được bán ra thị trường là đen mờ, đen nhám, camo, GP, RC, Movistar, xanh xám, matte blue và xanh đen, matte green. Trong đó các phiên bản RC và đen nhám cùng có giá đề xuất 45 triệu đồng, GP là 45,5 triệu đồng, Movistar là 46 triệu đồng, các bản Camo, xanh xám, xanh đen cùng giá 47 triệu đồng. Tất cả các phiên bản sử dụng chung khối động cơ 150 phân khối, 4 thì, 4 van, trên anh đơn SOHC, làm mát bằng dung dịch cho công suất cực đại 15,4 mã lực tại 8.500 vòng trên phút, mô phanh xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng trên phút, đi cùng hộp số 5 cấp. Thưa quý vị và các bạn, theo nguồn tin riêng của autobikes.vn, trong nửa đầu năm 2017, Exciter 150 đã bán ra hơn 98.000 xe, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn gấp đôi đối thủ cùng phân khúc là Honda Winner 150. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.